Hôm nay bừng lên trong chúng ta, tuổi trẻ là mùa xuân là tuổi trẻ thanh niên sinh viên Việt Nam. Tuổi xuân khát khao, nhiệt huyết đang tuôn trào, đôi chân được đặt trên thiên cao. Tuổi sinh viên hăng say, mang mê và mang tiếng thanh niên sinh viên Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.